Trước tiên là anh cho em biết tên của anh ha. Dạ, em là Nguyễn Đức Đinh Quang Hà. Quá ha, Nguyễn Dạ. Đức Đinh Quang Hà. Dạ vâng. Tên hơi dài. Anh Em Hà. là em hình như là mang hai họ. À. Tên của em hình như là mang hai họ, họ Đinh và họ Nguyễn. À, Nguyễn Đức Dạ. Đinh Quang Hà, tên hơi gọi là hơi ấn tượng. Vậy là anh Hà là sinh Dạ. năm mấy? Dạ em sinh là 15 tháng 1 1973. À, 73. Dạ. Rồi hiện tại là anh Hà đang ở tỉnh thành nào? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận À. 12. À, rồi hôm nay là anh Hà kết nối là để kiếm ai anh hả? Dạ em tính nhờ chương trình với bên anh tìm giúp em ba em á. À, kiếm ba của anh. Dạ. Ba của anh tên gì và sinh năm nào anh Hà có nắm được không? Em thì chỉ biết tên thôi chứ không biết năm sinh. Ba em là Dạ. Đinh Quang Biên. Đinh Quang Đinh Biên Quang hả anh? Biên. Dạ đúng rồi, biên giới á, biên giới. À, dạ Đinh Quang dạ Biên. Đinh Đinh Quang Biên. Và anh có biết năm sinh của ba không, hoặc là khoảng năm nào họ sinh, năm nào anh có nắm được không? Em chỉ nắm tình hình là khoảng sinh năm từ năm 40 tới năm 45 Dạ. thôi. Vậy là năm nay chắc là cũng phải ngoài 80 Dạ. quá rồi anh Tám hả? mươi rồi, dạ đúng rồi em. Dạ. Và vậy là trong cái tình huống thất lạc, ba anh như thế nào anh kể em nghe. Ba em ngày xưa là lính ngụy À, lính Việt Nam Cộng rồi. Hòa anh Dạ đúng rồi, sau khi học cải tạo về thì ba vượt biên đi Úc. Em được ha. biết là theo thông tin là theo người được biết là ba vượt biên đi Úc. Và em giống như em là ba em hồi xưa là em là vợ thứ con của vợ thứ hai. Em còn một người, em được biết là em còn một người anh cùng mẹ, cùng cha khác mẹ nữa. Dạ. Và cho em hỏi một cái là anh, vậy khi khi mà ba anh vượt biên rồi đó thì anh có tung tích gì về ba không? Có một lần thì ông anh nói đó, ông có lên kiếm em nhưng lúc em còn nhỏ, em sống với mẹ thành ra em không dám nhận ông đó, ông em không dám nhận sợ mẹ buồn. Dạ. Nhưng À, sau nhưng này thì mẹ mất rồi em cũng muốn dạ. tìm cái cội nguồn của mình đó mà. Dạ, nhưng mà đại đại khái là cái việc mà vượt biên của ba thì sau đó thì anh có nắm được thông tin gì ba vượt biên có thành công hay không, và Tức là ông anh em ông cũng về có gặp em, ông có lên kiếm em có gặp em một lần. Ông nói là ba kêu anh đi kiếm em ồ và ba có gửi cho anh đưa cho anh một bộ đồ. Em mặc bộ đồ vô chụp hình với anh để anh gửi qua cho ba biết là anh có tìm em. à vậy ha. Dạ vâng. Dạ. À, vậy là có nghĩa là ba vượt biên thành công có bên đó, và ba kêu ông anh Đi Úc. là đi tìm anh Hà đây. Dạ vâng. Dạ. Vì Ông lúc đó anh. em sống với mẹ thì sợ mẹ buồn á. Dạ em hiểu. Ừ, mình Rồi cũng ông. không có nhận anh, không có nhận. Dạ còn nhỏ, mà hơn nữa là lúc đó là theo như anh chia sẻ thì là do lúc đó là còn phụ phụ thuộc mẹ. Dạ đúng rồi nè. Lúc đó em mới Dạ. có hơn 10 tuổi thôi mà. Dạ, bởi vậy cho nên là cũng chưa quyết định được điều gì. Và ông anh đó tên Dạ gì đúng anh? Anh nói hình như, anh nói chính xác là Đinh Quang Danh. Đinh Quang Danh. Dạ đúng rồi. Dạ, và năm sinh như thế nào anh có nắm được không? Em thì không lớn hơn em thôi chứ em không không biết được năm sinh của anh đó. À, nhưng mà nếu mà khoảng khoảng thì là anh có độ khoảng được không? Anh đó nếu em độ khoảng thì chắc khoảng sinh năm 60 60 65 trở lên tới 70 á. Tại vì lớn em vài tuổi thôi, lớn em vài tuổi thôi. Em được Dạ. 73. Rồi. Đinh Quang Danh ha. Dạ. Dạ. Và ngoài tên của anh Đinh Quang Danh và tên của ba anh thì anh có biết tên của ai thêm nữa không? Tức là em chỉ biết thông tin được có bao nhiêu đó thôi. À, Tức rồi. là khi ba đi học cải tạo về là ba đi vượt biên ngay năm đó luôn, ngay lúc đó luôn. Em còn Dạ. quá nhỏ không biết gì liên lạc vậy được. Dạ. Mẹ của anh thì tên gì? Mẹ em là Nguyễn Thị Khi. Nguyễn Thị Khi anh. Dạ đúng rồi. Khi trong từ khi khi nào á Khi, dạ đúng rồi, dạ xin từ khi ha. nào. Dạ, Nguyễn Thị Khi. Và quê mẹ thì ở đâu anh ạ? Quê mẹ em là ở ở Phước Lý, Đồng Nai á. À, Phước Lý, Nhân Đồng Trạch đó, bây Nai, giờ nó là Nhân tên Nhân nó Trạch. bây giờ là Nhân Trạch. Dạ đúng rồi, Dạ, vậy ba đó em của. có đi lính ở quận Nhân Trạch. À. Ba Dạ, em có đi qua. lính ở thành Thiên Hạ. Dạ, qua phà Cát Lái ha. Đúng rồi anh. Dạ.
Rồi em đã nắm được cái thông tin cơ bản rồi. Thì nếu ví dụ như mà đủ duyên thì bên gia đình của anh, ba anh hoặc là anh của anh và hoặc là bà con bên dòng họ nội á mà có nghe được câu chuyện này thì em nghĩ là sẽ nhận diện ra tên của ba anh và tên của người anh đó. Ừ. Dạ vâng. Nên là chắc chắn là sẽ nhận diện ra, thì cũng hy vọng đủ duyên để cho gia đình nghe được. Còn ngoài ra nữa đó thì cũng mong là bà con hàng xóm này kia đó cũng có thể Dạ là người ta phát hiện ra, thì có ai lên tiếng thì Tú Vị sẽ báo cho anh hay. Dạ, em thông qua chương trình của anh em xin cảm ơn anh nhiều. Em cũng chỉ mong là mình tìm về được cội nguồn của mình để mình biết được, vì sao giờ em cũng có con cái và con cái em cũng được biết về cội nguồn của nó thôi. Em chỉ Đúng mong đúng. có vậy thôi. Dạ. Ngày xưa thì còn nhỏ quá chưa có dám sống với mẹ mà. Cũng sợ mẹ buồn nên là cũng không dám Chưa có ý thức được, như chưa có ý thức được. dạ vâng như thế nào lớn đâu có anh em đâu có biết như thế nào Đúng lớn hơn cha rồi. mẹ mình mà. Dạ và Rồi em ốc. cũng muốn con cái em nó cũng có biết được người nội nó. Đúng rồi, bây giờ lớn tuổi mình có suy nghĩ khác. Dạ vâng. Ok anh nha, rồi em đã nắm được vậy rồi, rồi có ai lên tiếng thì em báo cho anh hay, và mong cộng đồng chúng ta cùng giúp đỡ anh, nếu mà hàng xóm này kia có nghe được tin này thì đến báo cho gia đình dùm, hoặc là xin số điện thoại của gia đình rồi đôi bên kết nối. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn. Em rất là cảm ơn chương trình của anh. Em cố gắng trả giùm em. Và có một Hình điều như là nữa em có là nhắn cái số điện thoại của em có nhắn cái số điện thoại của em ở trên cái tin nhắn trên Zalo cho anh thì phải. Dạ vâng, nếu thông qua chương trình nếu mà em cũng nếu có ai giúp được em để có thể nhận được người thân thì em sẽ hậu tạ khoản của em khoảng được 20 triệu. Khả năng Ok của em anh. được cái. Dạ vâng. Rồi, rồi em xin ghi nhận, rồi có ai lên tiếng thì em báo cho anh hay nha. Dạ vâng, em chào anh ạ. Em cảm ơn anh. Rồi, chào anh. Dạ, em chào anh. Chúc em vui được vui vẻ. Dạ. Thưa chị tên là Lê Thị Kim Loan. Chị Loan hiện tại là ở tỉnh thành nào? Tỉnh nào? Chị ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Cam Ranh, Khánh Hòa. Hôm nay là chị Loan kết nối là để kiếm ai chị Loan? Chị xin thưa là hôm nay chị kết nối là để tìm ba cho chồng của chị, ba chồng của chị á. Ba chồng. Và ba chồng chị tên gì chị hát? Ba chồng của chị tên là Trần Phước. Trần Phước hả chị? Dạ Chị có thưa Phật. biết năm sinh của ông không? Ông sinh năm 1935. Và rể là sinh chồng chị ra năm nào? Chồng chị sinh năm 1969. Và lúc đó ba với mẹ chồng chị là quen biết nhau là ở ở đâu chị ha? Chị xin thưa là quen biết nhau là ở Tuy Hòa, Phú Yên, thuộc tỉnh Phú Yên Rồi mẹ chồng chị là tên gì? á. Chị xin thưa là mẹ chồng chị tên là Đinh Thị Xuân B, Đinh bà Ê Thị B. Xuân B, bởi B. Rồi hồi đó quen biết nhau như thế nào chị có thể kể để bên bên ba chồng nghe có thể nhận diện ra được cái câu chuyện á. Ba là đi lính phục vụ trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75 á. Đơn vị của ba là ba ở trung đoàn 47 đóng quân ở Tuy Hòa, Phú Yên. Lúc đó thì mẹ làm thợ may, rồi ba với mẹ mới quen rồi yêu nhau, rồi lấy nhau thành chồng vợ. Rồi sinh chồng chị ra năm 1968 ha. 69, chồng chị sinh năm 69 anh. 69 Rồi, vậy rồi cái khi mà sinh chồng chị ra thì ba chồng có biết không? Không phải sinh một mình chồng chị mà trong đó là sinh bốn người con, một chị á Ồ. năm 67, một chị sinh năm 68, ba chị sinh năm 69 và một em sinh năm 71. Tới năm 71 sinh thêm một em nữa.
Dạ, và vậy thì cuối cùng thì thất lạc nhau trong cái trường hợp như thế nào? Thất lạc nhau là vào năm 1972, mà có lẽ là theo chị nghĩ là ông với bà có vẻ bất đồng cái quan điểm gì đó. Tại vì sau khi á, mà lấy ông xong thì bà mới biết ông là đã có vợ có con ở ngoài quê rồi. Dạ. Rồi khi mà ông đi á, thì chắc bà biết nhưng bà không nói. Tại cái khi mà chị về làm dâu á, nhìn cái hình của ba chồng thì chị mới hỏi chồng chị có ghẻ sơ rồi, chị hỏi mẹ ba chụp cái hình đây là năm nào, thì bà rưng rưng khóc, bà nói thôi đừng có hỏi coi. Lên trên mày đã đoạn bao nhiêu đừng là bà cứ Dạ, vậy là chắc là đôi bên cũng có cái khúc mắc gì đó nên bà mới tủi thân á chị ha. Dạ. Vậy rồi sau đó như thế nào nữa chị kể em nghe là cái lý do mà đôi bên các liên lạc đó làm sao? thì tới năm 72 là ông đi, biền biệt luôn, bà có biết nhưng bà không có nói. Thì các con lúc đó còn nhỏ quá, mới có người 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi gì đó, cho nên đâu có biết. Thì chỉ có bà biết mà bà không nói, bà À. không hề nói là lý do sao ông đi. À, vậy là bà buồn nên bà không có nói thêm. Thì mẹ chồng bây giờ còn khỏe không chị? Mẹ chồng chị mất năm 1998. À, mất năm 98. Vậy rồi đương nhiên đó là mình không qua lại với bên nội và không biết bên nội đúng không chị? Tuyệt đối không biết luôn em. Chỉ có khi á là làm thời mà còn hai vợ chồng mà còn ở với nhau thì không, ba với mẹ có tâm sự đó, thì sau này mẹ có nói lại là ông nội là tên Trần Ân, rồi vợ trước của ba là một người, cái mẹ trước á, là họ thuộc họ Tôn Nữ. Mẹ mẹ chỉ cung cấp cái thông tin như vậy thôi. Và có biết quê quán của ông là ở đâu không? Quê quán của ông là ở Thừa Thiên Huế em, Hương Trà, À, Thừa Thiên Huế. bởi vì cái nghe nghe nói vợ họ Tôn Nữ thì em cũng đã nghi nghi rồi. Đã nghi nghi là ở Huế thường có cái biệt danh mà tôn tôn này kia đó, tôn nữ này tôn niệm nữ kia, tên tôn nữ tên này tôn nữ tên kia đó, là ở Huế là thường như vậy. Vậy là có thể là theo như cái sự mô tả của chị thì có thể là ông đã có vợ ở ngoài Huế rồi hả chị ha? Chắc chắn là Dạ ông có vợ ông biết. Theo cái dạ lời kể của mẹ để lại thì chắc chắn là ông đã có vợ rồi. dạ Thật ra đó thì tính theo cái độ tuổi của ông thì chắc bây giờ ông có thể ông cũng còn nữa đâu chị, nhưng mà gọi là mình mục tiêu là kiếm để biết bên nội ấy chị ha. Dạ đúng rồi em, mục tiêu là như vậy. Cũng hy vọng rằng á là ông có thổ lộ cho bên bà con dòng họ người nhà này kia biết về cái mối quan hệ, gọi là ông có bốn đứa con như vậy đó, thì mong là có nói cho bên nội biết để rồi sau khi cập nhật cái câu chuyện này lên thì có thể là bên nội cũng có thể nhận diện ra để cho các anh chị cũng biết về cái cội nguồn. Đúng Dạ vậy, em cho chị nhắc thêm một cái chút thông tin có liên quan. dạ Tại vì chắc chắn là quê ông ở Hương Trà, Thừa Thiên Huế, vì cái lúc ông đi làm khai sinh cho các con á Dạ. thì ông không có cái họ mà Trần Đinh Xuân Phong Xuân Phương á, là sau này sau giải phóng á, là mẹ mới sửa lại, bà nội sửa lại. Còn cái tên gốc của cái khai sinh trước giải phóng là ông đặt tên con là Trần Nữ Xuân Phượng, Trần Nữ Xuân Phương, có nghĩa là có liên quan ở ngoài đó. À. Rồi Trần Xuân Phong, rồi Trần Nữ Xuân Phụng. Dạ. Trần nữ. Còn có cái trần nữ đó vô nữa. Người đó ông Dạ. đặt, thì ông đặt Trần Nữ. Dạ. Rồi thì cũng mong là bên nội nghe được tên của ông là Trần Ân đúng không chị? Trần Ân. Dạ, Dạ như dạ. phải Trần Ân. Dạ. Ok chị, thì em ghi nhận cái thông tin cơ bản như vậy rồi để em cập nhật lên coi thử rồi bên nội hoặc là bà con cô bác có ai biết không rồi khi đối chứng rồi chúng ta kể nhiều về kỷ niệm cũng như là nói nhiều hơn. Mà bây giờ chủ yếu là ghi nhận cái thông tin cơ bản coi có ai lên tiếng không đã chị ha.
Dạ, à, Dạ rồi, dạ, chị. Cảm ơn em. Bây giờ chị cho chị xin nói một lời, một câu nữa đi. dạ. Là trước mắt là cảm ơn em đã bớt chút thời gian để kết nối với chị. Cái thứ hai á, là chị xin trân trọng cảm ơn cộng đồng mọi người đang theo dõi cái chương trình này, và nhờ mọi người ai mà biết được thông tin chính xác á, thì báo tin giùm. Chị xin hậu tạ cho người báo tin là 10 triệu. Cái đó thì nó mang cái ý nghĩa tượng trưng, chứ còn Dạ. tấm lòng thì là nó rất là, chị rất là trân trọng cái nghĩa cử của Dạ. mọi người. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Kiếm được con người là nó cái giá trị nó mình không thể so sánh được. Đúng rồi, nó Dạ không có thể dạ đong đếm dạ. được. Nhưng chồng Dạ. chị thì cứ nghĩ là sợ ba không có nói ở nhà, hoặc là bên ở phải nội không quan hệ nhận, anh cứ la la. Nhưng mà thật sâu trong tâm, trong lòng anh là anh rất là muốn chị mới chốt lại với anh, là bây giờ thực sự anh có muốn tìm hay không. Em đã theo dõi cái kênh này từ mấy năm nay rồi, cách tìm người ta rất là khoa học mà cũng nhân văn, rồi chị thuyết phục anh đó, thì thật sự là anh rất là muốn tìm mà anh không dám nói. Anh sợ bên nội thì nghe dòng họ tục ngữ rồi đó, anh sợ người ta không quan hệ hoặc là ảnh hưởng tới gia đình phía nội, cho nên anh ngại. Cũng mong và mọi người ở nhà nội mà nếu mà bà con ai đó mà nghe được thì cũng mở lòng. Hôm nay chị lên tiếng như vậy là cũng cái điều để giải tỏa tâm lý, và hơn nữa là đôi khi chồng chị rồi các chú các bác hoặc là các em của chồng chị rồi đôi khi cũng muốn, nhưng mà rồi đôi khi cũng có cái sự mặc cảm nào đó, nên Thực là sự là có cảm ơn, thực sự là nên không nói, nhưng mà biết đâu được rồi bên nội người ta cũng muốn kiếm lắm chứ, biết đâu được là cái điều đó cũng có, nhưng mà do rồi có nhiều cái việc mà nó chưa có thể diễn ra được. Một đó là chưa có nắm được cái manh mối cụ thể tên tuổi hoặc là này kia, nhưng mà bây giờ mình nói tên ông Trần Ân ra thì bên nội có thể dựa vào đó để biết được là cái câu chuyện đó là câu chuyện của bên nội. Thì trên yeah. trên tinh thần như vậy rồi có ai lên tiếng rồi em sẽ báo cho chị biết nha chị nha. Cảm ơn em nhiều ạ. Dạ 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 chào chị.